Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục nói về những bóng ma thời tiền sử, những bóng ma mang dáng hình của khủng long, rực long hay thương long, cũng như các động vật tiền sử khác. Chúng là thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Liệu chúng có thể tồn tại ở những nơi hoàn toàn khuất tầm mắt của con người trong một thế giới hiện đại hay không? Hay chúng đã chui vào lòng đất để xây dựng một thế giới mới? Hãy cùng nhau khám phá tất cả những khả năng này trong video ngày hôm nay. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Giả sử nha, những bóng ma tiền sử không phải là những sinh vật hoang đường, mà là những quần thể động vật hiếm hoi còn sót lại từ thời tiền sử. Liệu điều đó có thể xảy ra không? Trong các video trước nói về các bóng ma thời tiền sử, chúng ta có thể nhận thấy điểm chung rằng hầu hết chúng có kích thước tương đối lớn. Tuy nhiên, số lần con người quan sát được những bóng ma này cực kỳ hiếm hoi, có thể nói là trên đầu ngón tay và cũng chưa có phương tiện ghi hình hiện đại nào, chẳng hạn như máy ảnh hay máy quay phim, có thể ghi được hình ảnh cụ thể và xác thực của chúng. Một số bằng chứng hình ảnh về các quái vật này đều được các phân tích chứng minh là sản phẩm ngụy tạo, không phải hình ảnh chân thật. Tuy nhiên, cộng đồng những người tin vào sinh vật huyền bí, trong đó có các bóng ma thời tiền sử vẫn tin rằng, trong thế giới rộng lớn này, vẫn còn rất nhiều ngóc ngách mà con người chưa thể khám phá hết, chẳng hạn như trong các khu rừng sâu hun hút hay dưới đáy đại dương thầm thẳm. Trước tiên, hãy xem xét trên bề mặt của trái đất. Liệu con người có bỏ sót ngóc ngách nào trên bề mặt của trái đất, nơi có thể khủng long và những quái vật tiền sử khác đang ẩn mình hay không? Thứ nhất, cần phải biết rằng để một giống loài có thể tồn tại và duy trì nòi giống, chúng cần phải có một quần thể đủ lớn. Một quần thể quá nhỏ sẽ dẫn đến tình trạng giao phối cận huyết, mất đa dạng di truyền, dễ xuất hiện gen lặn gây bệnh tật bẩm sinh, đồng thời cũng dẫn đến thế hệ sau yếu ớt và dễ mắc bệnh hơn. Với một quần thể nhỏ, không đủ để duy trì đa dạng di truyền ở mức độ nhất định, giống loài đó không sớm thì muộn cũng sẽ tuyệt chủng. Thứ hai, khủng long thường là những động vật có kích thước khổng lồ, và nếu có một quần thể khủng long tương đối đông đúc để đáp ứng điều kiện ở trên, rất khó để chúng sinh sống giữa thời hiện đại mà không để lại những dấu vết con người có thể quan sát được như dấu chân hay phân. Đồng ý rằng trong quá khứ, chúng ta đã có một số trường hợp bỏ sót các giống loài, chẳng hạn như chúng ta tưởng rằng bộ cá vây tay đã tuyệt chủng hoàn toàn vào 66 triệu năm trước, cùng thời điểm với khủng long. Nhưng đến năm 1938, chúng ta phát hiện một loài cá vây tay vẫn còn sống. Còn đối với các động vật lớn trên cạn, lần gần đây nhất chúng ta khám phá ra một loài mới chính là một trong những động vật biểu tượng của thiên nhiên Việt Nam, sao la. Tên khoa học là Pseudorix gnatensis. Khám phá này diễn ra vào năm 1992, tức là cách đây đã hơn 32 năm trước. Mỗi năm đều có thêm những loài mới được khám phá, nhưng chỉ toàn những động vật có kích thước nhỏ, khó phát hiện hơn. Do đó, nếu trên bề mặt tồn tại một quần thể động vật có kích thước như T-Rex hay khủng long cổ dài, có quy mô đủ đông đúc để duy trì nòi giống và sự đa dạng di truyền, rất khó hay hầu như là không thể có khả năng chúng không bị con người phát hiện trong thời đại ngày nay, khi mà ảnh chụp vệ tinh đã gần như bao phủ hết từng mét vuông của trái đất. Vậy còn khả năng là chúng tồn tại dưới đáy biển sâu thẳm thì sao? Có một thông tin rất được nhiều người đề cập, đó là con người mới chỉ khám phá được 5% dưới đáy biển, còn 95% vẫn chưa được khám phá. Cá vây tay là một ví dụ. Sở dĩ phải mất một thời gian dài chúng ta mới biết đến sự tồn tại của những loài cá vây tay còn sống là bởi chúng dành phần lớn thời gian ở độ sâu mà con người ít thám hiểm trong quá khứ. Tuy nhiên, như trong video về Megalodon đã nói, đáy biển không phải là nơi mà loài nào muốn xuống để sinh sống cũng được. Thứ nhất, phần lớn những bò sát cổ đại to lớn sống dưới biển như thương long, thượng long và xà cánh long vẫn là động vật hô hấp bằng phổi. Chúng phải trôi lên để hít thở không khí sau một thời gian ở dưới nước. Thế nên không có khả năng chúng ẩn náu toàn thời gian dưới đáy biển. Còn nếu trôi lên thì một cá thể lớn như vậy rất khó ẩn thân hoàn toàn trước năng lực quan sát của con người hiện nay. Thứ hai, nếu chúng là cá khổng lồ như Megalodon hay Dunkleosteus thì sao? Những loài này đương nhiên có thể lặn sâu xuống đáy biển và không cần phải trồi lên để hô hấp như bò sát biển cổ đại, nhưng chúng lại phải đối mặt với những vấn đề khác nếu muốn sống ở vùng tối của đại dương. Đó là áp lực nước lớn hơn nhiều so với các độ sâu ở phía trên. Nếu muốn trốn dưới đáy biển, chúng buộc phải có những thích nghi và thay đổi mạnh mẽ về cấu trúc cơ thể, giống như các loài sống dưới đáy biển. Một vấn đề nữa là thức ăn, bởi ở dưới đáy biển sâu nguồn thức ăn khan hiếm hơn nhiều so với các khu vực gần mặt nước.
Thế nên nếu những Megalodon hay Dunkleosteus muốn có đủ thức ăn để nuôi cơ thể khổng lồ của chúng, chúng sẽ buộc phải săn mồi những khu vực gần mặt nước và như thế sẽ rất dễ bị phát hiện. Kể cả những quái vật đáy đại dương khổng lồ ngày nay như mực khổng lồ, dù chúng lặn tương đối sâu nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn sự hiện diện của mình. Người ta vẫn bắt gặp xác của chúng dạt vào bờ hoặc bị tàu đánh cá vớt được. Gần đây thì các nhà khoa học thậm chí còn gắn máy quay và thiết bị định vị vào cái nhà táng để theo dõi hoạt động của chúng dưới đáy đại dương. Giả sử có một đám Megalodon sống sâu dưới đại dương và tấn công lũ cái nhà táng, các nhà khoa học chắc chắn sẽ nhận ra. Nói như vậy cũng chưa hẳn phủ nhận hoàn toàn khả năng tồn tại của cái quái vật này trong tự nhiên. Các nhà khoa học cũng không hoàn toàn khẳng định rằng họ đã nắm rõ toàn bộ từng cm vuông đất hay khám phá toàn bộ đáy biển. Nhưng dựa trên những hiểu biết hiện nay thì khả năng tồn tại của những quần thể động vật có kích thước lớn như khủng long trên cạn hay dưới biển từ thời tiền sử là rất rất thấp. Vẫn còn một khả năng nữa rất được nhiều người đề xuất, trái đất rỗng. Trái đất rỗng từng không phải là một ý tưởng vu vơ hay huyền bí, mà là một giả thuyết khoa học được rất nhiều người ủng hộ và tìm cách chứng minh. Trong giả thuyết này, người ta cho rằng bên trong trái đất rỗng chứa một không gian rộng lớn và có thể tồn tại những hệ sinh thái cổ xưa mà con người chưa bao giờ biết đến. Giả thuyết này được các văn sĩ, tác giả chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng ủng hộ nhiệt tình, với những tác phẩm như Hành trình vào tâm trái đất của James Wagner, hay quen thuộc và gần gũi với chúng ta hơn là chuyện dài Nobita và kỵ sĩ rồng của tác giả Fujiko F. Fujio, phim hoạt hình Ice Age: Dawn of Dinosaur, hay mới đây nhất là các bộ phim thuộc vũ trụ quái vật MonsterVerse. Giả thuyết này thậm chí đã tồn tại từ thời cổ đại thông qua các thần thoại và chuyện kể dân gian, trong đó vùng rỗng bên trong trái đất được cho là nơi cư ngụ của thế giới sau cái chết hay của một số thần linh. Tuy nhiên, giả thuyết trái đất rỗng ngay từ cuối thế kỷ 18 đã bị nhiều nhà khoa học chứng minh là sai và ngày nay không còn được coi là một giả thuyết khoa học có giá trị nữa. Các vật thể khổng lồ thường có xu hướng co cụm lại với nhau và hình thành nên các vật thể đặc hình cầu như các hành tinh và định tinh, nhờ đó mà thế năng hấp dẫn trở nên nhỏ nhất. Nói cách khác thì cấu trúc rỗng ruột hoàn toàn không có lợi về mặt năng lượng học. Thêm vào đó, vật chất thông thường thường không đủ vững chắc để chống giữ các vật thể rỗng khổng lồ như vậy trước lực hấp dẫn. Một quả cầu rỗng với kích thước to bằng một hành tinh và độ dày quan sát được của lớp vỏ trái đất không thể nào đạt được trạng thái cân bằng thủy tĩnh với khối lượng của chính nó và sẽ sụp đổ. Đồng thời, những cư dân sống trong lòng đất rỗng nếu có sẽ không chịu một lực hút lớn như người dân sống ở bề mặt ngoài. Nói cách khác, người hay động vật sống trong lòng đất sẽ ở trong trạng thái gần như không trọng lượng. Điều này được minh chứng lần đầu tiên bởi Isaac Newton. Theo định lý vỏ của ông thì lực hấp dẫn từ lớp vỏ sẽ bằng không đối với các vật thể phía trong một quả cầu rỗng, bất kể độ dày của lớp vỏ như thế nào. Đồng thời, nếu quả thực là trái đất rỗng, khối lượng của nó sẽ rất nhỏ, chỉ bằng 0,4% so với một trái đất đặc và lực hấp dẫn của nó tạo ra không thể nào lớn như hiện tại được. Khi đó chúng ta cũng sẽ không thể nào sống trên trái đất bởi sẽ không có khí quyển. Khí quyển trái đất bảo vệ chúng ta khỏi gió mặt trời và bức xạ vũ trụ. Nó cần từ trường và trọng lực của hành tinh để giữ nguyên. Từ trường lại được sản sinh ra từ lõi trái đất, vốn không tồn tại trong một hành tinh rỗng. Chúng ta cũng đã sử dụng một công nghệ hết sức tiên tiến là sóng địa chấn để vẽ ra mô hình cấu trúc của trái đất và kết quả cho thấy trái đất không hề rỗng một chút nào. Như vậy, trái đất rỗng cũng không thể tồn tại và do đó cũng không thể tồn tại những thế giới có sự sống bên trong lòng trái đất. Khủng long do đó không thể sống trong lòng trái đất, rồi lâu lâu trèo lên mặt đất để đi hù con người như những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra. Vậy thì còn khả năng nào khác không? Còn đấy, đó chính là những bóng ma thật sự, nhân tố tâm linh, lực lượng siêu nhiên hay có thể chỉ đơn giản là nỗi ám ảnh cực độ của những người quá yêu thích động vật tiền sử. Bạn đã từng nghe về việc khi bạn nghĩ quá nhiều về một việc gì đó, bạn có xu hướng mơ thấy nó hay thậm chí tưởng tượng ra nó trong đời thực chưa? Những bóng ma thời tiền sử hoàn toàn có thể được lý giải theo cách này và như thế, chúng có tồn tại. Tuy nhiên do được nhìn thấy bằng tâm trí của mỗi người nên chúng sẽ có sự khác biệt, không mô tả nào giống mô tả nào. Còn những ai chưa thấy, đó là vì bạn chưa đủ ám ảnh, hay nói tích cực hơn là chưa đủ niềm tin mà thôi. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật các video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.